Công tác thanh tra không thể ứng xử kiểu sống chết mặc bay. Thưa quý vị và các bạn, một chuyển biến quan trọng trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát là việc khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành của Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Đối tượng nổi cộm trong số 5 bị can ấy là Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước. Theo xác minh ban đầu của Bộ Công an, Đỗ Thị Nhàn khi thực hiện nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra đối với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra đưa ra báo cáo không đúng sự thật. Chính hành vi táo tợn ấy của Đỗ Thị Nhàn và đồng phạm dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát kịp thời Ngân hàng SCB, gây ra nhiều hệ lụy cho thị trường tài chính. Vụ án Vạn Thịnh Phát khởi tố từ tháng 10 năm 2022 được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực xác định phức tạp chưa từng có. Sau khi Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt giam, nhiều khách hàng mới vỡ lẽ mình là nạn nhân của những hành vi gian dối. Ngoài quyết định đưa Ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, các cơ quan chức năng phải nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể để giảm thiệt hại cho cộng đồng. Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua bán tặng cho cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, vốn góp của 762 công ty có đăng ký mã số thuế trên địa bàn và 14 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án Vạn Thịnh Phát làm rúng động giới kinh doanh bởi lẽ nữ đại gia Trương Mỹ Lan sở hữu nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh và có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều dự án, quy mô tổ chức phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư. Đó là lĩnh vực chuyên môn sâu và hoạt động khép kín, người bình thường không có khả năng tiếp cận và tìm hiểu thấu đáo. Vậy mà Đỗ Thị Nhàn và đoàn thanh tra liên ngành đã bỏ qua những khuất tất của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gián tiếp dung túng cho nữ đại gia Trương Mỹ Lan phạm tội, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công tác thanh tra là một công cụ cho quản lý nhà nước, đồng thời cũng là một chỗ dựa cho niềm tin công chúng. Cán bộ làm công tác thanh tra không thể cả nể và tư lợi. Cán bộ làm công tác thanh tra càng không được phép lạnh lùng và dửng dưng với sự kỳ vọng của xã hội, để ứng xử kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lẽ ra, vụ án Vạn Thịnh Phát đã được ngăn chặn từ đầu nếu Đỗ Thị Nhàn và đoàn thanh tra liên ngành sử dụng nghiệp vụ và chức trách của họ để cảnh báo sớm nhất những bất ổn của doanh nghiệp lẫn những bất trắc của doanh nhân. Ham muốn giàu nhanh bằng mọi cách đang lôi kéo người Việt vào những cuộc chụp giật và đánh đổi. Muốn ổn định thị trường tài chính, nhất định phải tăng cường công tác thanh tra và nghiêm khắc loại bỏ những kẻ tha hóa ra khỏi đội ngũ thanh tra. Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng lấy lỗi lầm của bị cáo làm bài học. Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 2 tuần xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn được xác định có vai trò cầm đầu đã dần đi đến hồi kết. Các bị cáo được nói lời sau cùng. Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, thừa nhận hành vi buôn lậu. Bị cáo Phan Thanh Hữu xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho con trai là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, đồng thời bị cáo cũng xin lỗi một số bị cáo khác. Trước đó, bị cáo Hữu đã được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm án về tích cực khắc phục hậu quả. Phan Lê Hoàng Anh, con trai bị cáo Phan Thanh Hữu thì ăn năn về hành vi giúp sức cho bố của mình. Còn cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Ngô Văn Thụy nói, bị cáo mất hết tất cả, không còn gì cả. Việc làm của bị cáo ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, cơ quan ban ngành. Bị cáo mong mọi người hãy sống và chấp hành pháp luật cho tốt, lấy lỗi lầm của bị cáo làm bài học. Các bị cáo còn lại cũng ăn năn hối hận về hành vi của mình. Các bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét lại mức án cho phù hợp để sớm được trở về với gia đình. Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, xin hội đồng xét xử cho được nói sau vì bị mệt. Bị cáo đang chờ gia đình làm thủ tục đóng thêm tiền thu lợi bất chính để mong được tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình và hứa khắc phục hết thiệt hại đã gây ra cho xã hội. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Đào Ngọc Viễn và bị cáo Ngô Văn Thụy vì tại phiên tòa phúc thẩm không phát sinh tình tiết mới. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Nhóm này thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần hết số xăng lậu trên, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 150 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng hai người nữa góp hơn 19 tỷ đồng mua hai tàu biển để chở xăng lậu. Sau khi tàu của Viễn trở về vùng biển Khánh Hòa, xăng được chở đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ. Chỉ từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021,
Viễn và đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến, gần 6 triệu lít xăng trị giá gần 98 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn 17 năm tù cùng về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt bằng thời gian tạm giam từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù. Bị cáo Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Hệ lụy từ những video xấu độc trên TikTok đối với giới trẻ. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, TikTok hay các mạng xã hội sáng tạo video ngắn đang dần chứng tỏ độ phủ sóng rộng rãi trong cộng đồng các bạn trẻ bởi mang lại sự kết nối thú vị. Bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội này mang lại, vẫn còn đó nhiều hệ lụy xấu mà không ít người đang tiếp xúc thụ động hàng ngày từ những video ngắn, hình ảnh trên nền tảng TikTok. Đằng sau sự hấp dẫn và vui nhộn mà TikTok mang lại thì nó cũng đang chứa đựng những mặt trái vô cùng nguy hiểm với hàng loạt video liên quan đến các vấn đề nhạy cảm trong xã hội như ma túy, tình dục, bạo hành động vật, cũng không ít thông điệp nguy hiểm. Ở trên nền tảng mạng xã hội này, người dùng có thể thỏa sức sáng tạo nội dung, những trào lưu hot. Tuy nhiên không phải trào lưu nào cũng mang tính giải trí, tích cực mà còn xuất hiện những trào lưu độc hại. Gần đây, TikTok Việt Nam đang lan truyền trào lưu hướng nghiệp chọn ngành học khi người làm nội dung phán xét ngành học, chê bai môi trường giáo dục. Tuyên truyền lệch lạc khiến nhiều học sinh lớp 12 hoang mang, mất phương hướng. Chia sẻ về vấn đề này, chị Khánh Huyền, 23 tuổi, quê ở Thanh Hóa cho biết, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng đúng cách thì sẽ vô cùng hiệu quả. Không thể phủ nhận TikTok có một sức hút rất kỳ lạ, lướt TikTok thực sự rất giải trí, vừa vui vừa giúp tôi bắt kịp trend xu hướng. Tôi học được nhiều bài học thông qua ứng dụng này. Chị Khánh Huyền cho biết, việc mạng xã hội dạng video ngắn đã mang thế giới hòa thành một thể, góp phần truyền đi những thông điệp tích cực, những phút giây thư giãn. Tuy nhiên, có quá nhiều năng lượng tích cực ở trong thời điểm không thích hợp cũng có thể bóp nghẹt cảm xúc của các bạn trẻ, khi rơi vào tình cảnh trầm cảm, tự ti về bản thân. Tôi đã đôi lần bị áp lực đồng trang lứa bởi nhìn thấy trên TikTok nhiều bạn bằng tuổi, thậm chí kém tuổi tôi nhưng họ đã thành tựu nhất định. Chị Khánh Huyền trải lòng. Nữ sinh viên này đã chứng kiến trường hợp một bạn trẻ rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài do những lời bình luận ác ý, khiếm nhã, miệt thị về ngoại hình sau khi đăng tải một video về bản thân lên TikTok. Những lúc như vậy, tôi thường sẽ đi dạo, trấn an, động viên và tự tìm ra điểm mạnh của bản thân để tránh tình trạng buồn bã kéo dài. Nguyễn Hương Giang, 22 tuổi, Hà Nội, trước kia là một người nghiện TikTok chính hiệu. Cô gái trẻ này có thể lướt TikTok cả ngày không biết chán. Thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ giãn cách xã hội, do ở nhà quá chán nên Giang đã bắt đầu chơi TikTok. Lúc đầu tôi cảm thấy khá thú vị, nhiều vấn đề bổ ích đáng để tôi lưu tâm. Nhưng về sau, trang mạng xã hội này ngày càng bão hòa, nhiều nội dung phản cảm không đúng chuẩn mực. Thời gian gần đây, Giang đã giảm bớt tần suất lướt TikTok vì nhiều thông tin không được kiểm chứng, thiếu tính chính xác, độ tin cậy không cao. Video chất lượng ngày càng ít đi, lướt TikTok chỉ thấy nhiều video bày trò vô bổ. Do tâm lý đám đông, thông tin tiêu cực luôn được phát tán nhanh hơn và để lại hậu quả nặng nề. Thậm chí thông tin càng xấu độc thì nhiều người lại cho rằng càng gần với đời sống và chân thực nên càng hưởng ứng. Các cháu của tôi đứa nào cũng nghiện xem TikTok và học theo những thói hư trên mạng như trừng mắt với người lớn, văng tục chửi bậy mặc dù không hiểu ý nghĩa của câu nói. Khi được hỏi ai dạy cháu nói như vậy, cháu tôi đã trả lời là xem trên TikTok. Trẻ em rất dễ học theo thói xấu thông qua mạng xã hội, vì vậy cần ngăn trẻ xem những nội dung tiêu cực.